cảm tú kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Theo đài khí tượng Thủy Văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực đông nam bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 34 độ. Sau đây sẽ là thời tiết các khu vực trong tỉnh. ở khu vực phía bắc tỉnh Tây Ninh bao gồm huyện Tân Biên và Tân Châu, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 33 độ, độ ẩm 75%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ, độ ẩm 75%. Đối với khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, Khu vực này được dự báo may thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 33 độ, độ ẩm 78%. Ở khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, khu vực này may thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 33 độ, độ ẩm 77%. Dự báo thời tiết ở khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Được dự báo, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ, độ ẩm 77%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông, trong khoảng từ 0.65 cho đến 0.70 m Sau đây sẽ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện, thị, thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, 1.000 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư mà thành phố Hồ Chí Minh dành cho kế hoạch xây lại nút giao ngã năm Đài Liệt Sĩ tại quận Bình Thạnh trong giai đoạn 2024-2027 để giải quyết tình trạng kẹt xe. Ngã năm Đài Liệt Sĩ ở quận Bình Thạnh là một điểm giao cắt của các trục đường xô viết nghệ tỉnh, quốc lộ 13, Ung Văn Kim, Nguyễn Xí khi hướng về cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thường xảy ra xung đột giữa các dòng xe từ các nơi đổ ra giao lộ nhiều năm qua giao thông qua nút giao này cũng lâm vào tình trạng quá tải đặc biệt là tuyến đường soviet nghệ tỉnh. giao thông ung ứ nghiêm trọng dù không phải là giờ cao điểm các phương tiện thường xuyên phải xếp hàng nối đuôi nhau di chuyển chậm những tuyến đường trên đều có rất nhiều hẻm phương tiện từ đó đổ ra các trục đường chính càng khiến cho tình trạng xe kẹt nơi đây càng trở nên trầm trọng người dân thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này vào giờ cao điểm di chuyển từ ngã tư hàng xanh đến ngã năm đại liệt sĩ chỉ có thể nhích từng chút một. Bề rộng lòng đường hẹp, nhưng đường xô nghệ tỉnh phải gánh rất nhiều loại phương tiện khác nhau. Ngay gần đó, đường Ung Văn Kim từ ngã năm Đại Liệt Sĩ đến khu du lịch Tân Cảng với hai làn xe cũng trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi tan tầm. Để giảm bớt tình trạng kẹt xe ở khu vực đường xô nghệ tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến ngã năm Đại Liệt Sĩ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cấm ô tô lưu thông trên đường D5 đoạn từ hẻm 42 Ung Văn Khiêm đến đường Sô Viết Nghĩa Tỉnh trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ hàng ngày theo hướng từ hẻm 42 Ung Văn Khiêm đến đường Sô Viết Nghệ Tỉnh. Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên triển khai đầu tư dự án xây dựng nút giao ngã năm Đại Liệt Sĩ và dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm tổng vốn đầu tư hai dự án là 3.396 tỷ đồng. Trong đó, dự án xây dựng nút giao ngã năm Đại Liệt Sĩ được đề xuất xây dựng theo phương án đảo xoay vòng kết hợp hầm chui, kèm theo việc mở rộng các tuyến đường nhánh tại nút giao. Tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, giai đoạn thực hiện 2024-2027. Dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm từ ngã năm Đại Liệt Sĩ đến khu du lịch Tân Cảng có tổng vốn đầu tư là 2.396 tỷ đồng. Dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2024-2029. Theo kế hoạch, tuyến đường dài 1,7 km này sẽ được mở rộng 30 m, quy mô 6 làn xe. Quý khán giả thân mến, đến đây thì bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.